Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 12 tháng 3 năm 2024, giá thủy sản xin cập nhật giá cá ở khu vực miền Bắc để quý bà con tham khảo. Theo khảo sát, giá cá điêu hồng giảm nhẹ về mức 43-45.000 đồng 1 kg. Cá trê vàng các tỉnh miền Bắc giá ổn định 48.000-50.000 đồng 1 kg. Giá cá rô phi tại Hải Dương tăng cao lên 36-38.000 đồng 1 kg. Cũng tại Hải Dương, giá cá chấm cỏ giảm nhẹ về mức 50-55.000 đồng 1 kg. Giá cá chép tại miền Bắc cũng giảm nhẹ 44-46.000 đồng 1 kg. Giá cá rô miền Bắc có giá ổn định từ 33-34.000 đồng 1 kg. Mời quý bà con xem thông tin cụ thể theo bảng giá sau. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.